Thầy chào tất cả các em. Trong tiết này thầy sẽ sửa cho các em bài tập về tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của một cái hàm lượng z và ta dùng cái phương pháp đặt ẩn phục. Thầy mời các em ta qua bài số 1. Bài số 1 là hàm fx bằng trừ cos bình phương x cộng với sin x cộng 3. Thì nhìn vào đây em thấy ngay, ta sẽ đưa về hàm bậc 2 đối với biến là sin. Nhưng mà chỗ này nó kẹt, thành ra thầy ta xử lý một chút xíu. Cos bình phương bằng 1 trừ đi sin bình phương. Sin bình phương x cộng với 4 sin x. Chỗ này là trừ 1 cộng với 3 là cộng với 2. Tới đây ta đặt ẩn phục, ta đặt t bằng sin x. Ta nhớ là t thuộc đoạn từ trừ 1 đến 1. Thì cái hàm số ban đầu trở thành cái hàm số như sau này: y bằng st bằng t bình phương cộng với 4t cộng với 2 với t thuộc đoạn từ trừ 1 đến 1. Tới đây em thấy ngay này, cái bài toán ban đầu rất phức tạp, nó chuyển về một bài toán rất đơn giản là tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của một cái hàm bậc 2 khi biến t thuộc đoạn từ trừ 1 đến 1. Thì câu đầu tiên trong bài toán này ta ghi là hàm số xác định. Và liên tục trên đoạn từ trừ 1 đến 1. Tiếp theo ta đạo hàm y phẩy bằng f phẩy t bằng đạo t bình phương, đạo hàm đây là 2t cộng với 4. Rồi tiếp theo ta giải phương trình y phẩy bằng 0 tương đương là 2t cộng với số 4 bằng 0. Tương đương t bằng trừ 2. T bằng trừ 2 em thấy ngay ta loại, vì không thuộc đoạn trừ 1 đến 1. Tiếp theo ta tìm S các điểm nguyên S trừ 1. Ta thế một chỗ này, đây là 3 trừ 4 là trừ 1. Tiếp theo ta tìm F1, đây là số 7. Từ đây ta kết luận là giá trị lớn nhất của hàm fx, giá trị lớn nhất của cái đề bài cũng là giá trị lớn nhất của cái hàm theo biến t bằng 7 khi t bằng 1, và t bằng 1 thì tương ứng với sin x bằng 1. Sin x bằng 1 tương đương với x bằng b chia 2 cộng với k hay y, điều kiện là k thuộc z. Tiếp theo ta kết luận là giá trị nhỏ nhất của hàm fx bằng trừ 1 khi t bằng trừ 1. T bằng trừ 1 tương đương sin x bằng trừ 1. Sin x bằng trừ 1 tương đương x bằng trừ b chia 2 cộng với k 2 y, k thuộc z. Đó. Tới đây thầy sửa xong các bài số 1. Tương tự bài số 1, thầy hướng dẫn các em ta làm bài số 2. Biến ở đây ta chọn biến là sin, nhưng mà đã kẹt cái cos 2x. Như vậy ta phải giải quyết cái chỗ cos 2x chỗ này. Cos 2x bằng 1 trừ đi 2 sin bình phương x. Thầy phá ngoặc ra chỗ này là sin 3x cộng với 2 sin bình phương x cộng với sin x trừ 1 cộng với 2 là cộng 1. Rồi bây giờ ta đặt t bằng t bằng sin x, t thuộc đoạn từ trừ 1 đến 1. Thì ta có hàm số như sau: y bằng ft bằng t mũ 3 cộng với 2t bình phương cộng với t.
với điều kiện thầy ghi lại là t thuộc đoạn từ trừ 1 đến 1. Ta xét cái hàm bậc 3 này trên đoạn từ trừ 1 đến 1. Tuổi câu đầu tiên quen thuộc của em ta ghi là hàm số xác định và liên tục trên đoạn từ trừ 1 đến 1. Rồi bước thứ hai, ta tìm f phẩy để t, ta đạo hàm t mũ 3, đạo hàm là 3t bình phương, đây là 4t cộng với số 1. Rồi tiếp theo, sau khi đạo hàm xong, ta giải phương trình f phẩy t bằng 0 tương đương 3t bình phương cộng với 4t cộng với 1 bằng 0, tương đương ta có hai nghiệm như sau là t bằng, cái này nó có dạng a trừ b cộng c bằng 0, như vậy t bằng trừ 1. T bằng trừ c trên a là trừ 1 phần 3. Tất nhiên hai số này ta nhận. Tiếp theo ta tìm f các điểm nguyên. Đầu tiên ta tìm f trừ 1. Các em thấy vào đề bài chỗ này, ở chỗ này thì thiếu cái chỗ này cộng 1. T mũ 3 cộng với 2t bình cộng với t cộng 1. Ta thấy trừ 1 ở đây, chỗ này trừ 1, như vậy là trừ 2, kết quả là số 1. Rồi ta tìm F là 1, 1, 3, 4, 5, kết quả bằng số 5. Tiếp theo ta tìm F 1 phần, F trừ 1 phần 3. Chỗ này là trừ 1 phần 27 cộng với 2 phần 9 trừ 1 phần 3 cộng với 1. Ta bấm máy thì số này kết quả bằng 23, 23 phần 27. Rồi các em ta kết luận như sau: giá trị lớn nhất của hàm fx bằng trong ba số này số lớn nhất là 5 khi khi t bằng 1, t bằng 1 tương đương là sin x bằng 1 tương đương x bằng b chia 2 cộng với k2b, k thuộc z. Lời ta kết luận là giá trị nhỏ nhất của hàm fx ở số 1 với số 23 phần 27 thì chỗ này số này nó nhỏ hơn 1, như vậy nó bằng 23 phần 27 khi t bằng trừ 1 phần 3. T bằng trừ 1 phần 3 tương đương sin x bằng trừ 1 phần 3. Chỗ này thì ta có hai nghiệm, x bằng arcsin nhé, arcsin trừ 1 phần 3 cộng với k2b. Chỗ này ta có nghiệm x bằng bi trừ đi arcsin trừ 1 phần 3 cộng với k2b, k thuộc z. Bây giờ ta qua bài số 3. Đề bài như sau: hàm fx bằng sin mũ 4x cộng cos mũ 4x cộng sin nhân cos trừ 1. Đầu tiên ta sẽ phải rút gọn, rút gọn cái biểu thức này để ta đưa về một biến, các em đặt phục. Vậy thì cái dấu hiệu ở chỗ nào? Trong bài toán này ta lưu ý cái dấu hiệu ở chỗ là sin mũ 4. Sin mũ 4 cộng cos mũ 4, đó chính là a mũ 4 cộng với b mũ 4. Muốn nhớ cái đẳng thức a mũ 4 cộng b mũ 4 thì nhắc lại cho các em: a bình cộng với b bình, đó chính là a cộng với b tất cả bình trừ 2ab. Vậy thì a mũ 4 cộng với b mũ 4 chính là a bình phương cộng với b bình phương tất cả mũ 2 trừ đi 2a bình b bình. Như vậy thì sin mũ 4 cộng cos mũ 4, thầy ghi lại, đó là sin bình phương ấy
cộng với cos bình phương x tất cả bình phương trừ đi 2. Trừ đi 2 sin bình phương x cộng với sin x nhân với cos x trừ đi số 1. Chỗ này là kết quả bằng số 1, ta đơn giản đi. Thì kết quả chỗ này là fx bằng 2 sin bình phương x nhân với cos bình phương x ở dấu trừ đằng trước cộng với sin x. Tới đây thì em có thể đặt tay bằng sin nhân cos cũng được, nhưng mà em lưu ý cho thầy công thức nhân đôi này: sin x nhân với cos x bằng 1 phần 2 sin 2x. Như vậy ta có sin bình phương x nhân với cos bình phương x bằng 1 phần 4 sin bình phương 2x, được hiểu chưa? Tới đây thì thế. Như vậy chỗ này là trừ 2 thì ta được là trừ 1 phần 2 sin bình phương 2x cộng với 1 phần 2 sin 2x. Chỗ này là fx. Tới đây ta đặt ẩn phụ như sau. Các em đặt là t bằng sin 2x. Tất nhiên t cũng thuộc đoạn từ trừ 1 đến 1. Thì ta có được cái hàm số như sau: y bằng st trừ 1 phần 2t bình phương cộng với 1 phần 2t với t thuộc đoạn từ trừ 1 đến 1. Tới đây em thấy ngay bài toán bắt đầu rắc rối. Ta đưa về bài toán tìm max min của một cái hàm bậc 2 trên đoạn trừ 1 đến 1. Khá đơn giản. Rồi thì ghi câu đầu tiên: hàm số xác định và liên tục. Trên đoạn từ trừ 1 đến 1. Bước tiếp theo ta tìm y phẩy. Y phẩy bằng f phẩy t. Các em đạo hàm chỗ này là trừ t. T bình phương đạo hàm là 2t, là trừ t cộng với 1 phần 2. Sau khi có y phẩy, ta giải phương trình y phẩy bằng 0, tương đương là t bằng 1 phần 2. T bằng 1 phần 2 em thấy ta đúng vậy, đúng không? Rồi bước cuối cùng, ta tìm f những điểm biên và nghiệm phương trình y phẩy bằng 0. F điểm biên là f trừ 1. Ta thế vào chỗ này, trừ 1 thế vào đây là trừ 1 phần 2. Trừ 1 phần 2 nữa là trừ 1. Tiếp theo ta tìm f 1 phần f 1. F 1 ta thế vào đây là 1 phần 2 trừ 1 phần 2 là 0. Tiếp theo ta tìm f 1 phần 2. Ta thế vào đây chỗ này là trừ 1 phần 8 cộng với 1 phần 4 cộng với số 1. Ta quy đồng mẫu số chung là 8. Như vậy đây là trừ 1 cộng với 2 cộng với 8. Ta có kết quả là 9 phần 8. Ở bước cuối cùng trong bài này ta kết luận. Vậy thì giá trị lớn nhất của hàm fx trong các số này thì số lớn nhất là 9 phần 2 bằng 9 phần 2 khi t bằng 1 phần 2. T bằng 1 phần 2 tương đương là sin x, thì quy sin 2x bằng 1 phần 2. Sin 2x bằng 1 phần 2 là sin y chia 6. Ta là hai trường hợp 2x bằng y chia 6 cộng với k 2y. 2x bằng y trừ y chia 6 bằng 5y chia 6 cộng với k 2y. Cuối cùng thầy ghi lại: x bằng y chia cho 12 cộng với k y. X bằng 5y chia cho 12 cộng với k y. K thuộc z. Và thế này thì xong giá trị lớn nhất. Tiếp theo để kết luận giá trị nhỏ nhất của hàm fx đề bài này. Trong những số này, số nhỏ nhất nó là trừ 1. Khi và chỉ khi sin 2x bằng trừ 1.
Mà sin 2x bằng trừ 1 thì tương đương 2x bằng trừ pi chia 2 cộng với k 2pi. Ta tương đương x bằng trừ pi chia 4 cộng với k pi, k thuộc z. Rồi thầy mời các em ta qua câu số 4. Hàm fx bằng cos x trừ 2 tất cả nhân sin x trừ 2. Đầu tiên các em thấy hàm này á, nó có dạng đối xứng. Nó có dạng đối xứng, có nghĩa là em thay chữ sin bằng chữ cos và thay chữ cos bằng chữ sin thì cái hàm số lại không thay đổi. Thành ra thầy áp dụng theo cái kiểu đối xứng. Ta nhân phân phối ra là sin x nhân với cos x trừ đi 2 nhân với sin x cộng với số 4. Rồi tiếp theo, khi gặp một cái biểu thức đối xứng, em nhớ là cái phương trình đối xứng, ta đặt t bằng sin cộng với cos. Sin cộng với cos theo hệ quả công thức cộng bằng căn 2 sin x cộng với pi chia 4. Như vậy là t thuộc đoạn từ trừ căn 2 đến căn 2. Tiếp theo ta bình phương hai vế, ta được t bình phương bằng 1, sin bình cộng cos bình bằng 1 thầy làm tắt, cộng với 2 lần sin x nhân với cos x. Và ta rút ra tương đương sin x nhân với cos x, ta chuyển sang vế bên kia bằng t bình trừ 1 chia cho số 2. Cuối cùng ta được cái hàm số như sau: y bằng ft. Biểu thức này thế là t bình phương chia cho 2 trừ đi 1 phần 2 trừ đi 2t cộng với số 4. Thầy rút gọn một chút xíu. Ta lưu ý thầy ghi lại bên cạnh trừ căn 2 đến căn 2. Y bằng ft, t bình phương chia 2 trừ đi 2t, đây là cộng với số 7 phần 2. Ta xét trên đoạn là thuộc đoạn trừ căn 2 đến căn 2. Rồi câu đầu tiên ta nói như sau này: hàm số xác định và liên tục trên đoạn trừ căn 2 đến căn 2. Bước tiếp theo ta tìm y phẩy bằng f phẩy t. T bình chia 2, các em đạo hàm đã được là 2t, đơn giản đi được là t trừ đi 2. Rồi ta giải phương trình y phẩy bằng 0 tương đương t trừ đi 2 bằng 0, t bằng 2. T bằng 2 ta loại bởi vì nó không thuộc đoạn từ trừ căn 2 đến căn 2. Rồi cuối cùng ta tìm f các điểm biên, f căn 2, em thế vào đề bài chỗ này. Căn 2 bình phương lên là 2 chia 2 được 1. 1 trừ đi 2 căn 2 cộng với 7 phần 2. Em tính ra đây là 9 phần 2 trừ đi 2 căn 2. Tiếp theo ta tìm f căn 2, f trừ căn 2, em thế vào đây. Trừ căn 2 bình phương vẫn là 2, ở đây vẫn là 1, cộng với 2 căn 2 cộng với 7 phần 2. Như vậy là 9 phần 2 cộng với 2 căn 2. Rồi xong, đúng không? Tới đây ta kết luận, vậy thì giá trị lớn nhất của hàm fx lớn nhất bằng 9 phần 2 cộng với 2 căn 2 khi t bằng trừ căn 2. Mà khi t bằng trừ căn 2 thì tương đương căn 2 nhân với sin x cộng với pi chia 4 bằng trừ căn 2, tương đương sin x cộng với pi chia 4 bằng trừ 1.
sin u bằng trừ 1 tương đương u bằng sin u bằng trừ 1 u bằng trừ bi chia 2 cộng với k 2 bi rồi dấu tương đương x bằng trừ 3 bi chia 4 cộng với k 2 bi. Đây là giá trị lớn nhất. Tiếp theo ta ghi là giá trị nhỏ nhất của hàm fx bằng 9 phần 2 trừ đi 2 căn 2 khi t bằng trừ căn 2 bằng cộng căn 2. Điều đó tương đương với là sin, phải ghi lại là căn 2 nhé. Căn 2 sin x cộng với bi chia 4 bằng căn 2, tương đương sin x cộng với bi chia 4 bằng 1. Sin u bằng 1 tương đương u bằng bi chia 2 cộng với k 2 bi. Dấu tương đương cuối cùng x bằng bi chia 4 cộng với k 2 bi. K của z. Rồi tiếp theo thầy sửa kèm câu số 5. Fx là sin mũ 6 cộng cos mũ 6 trừ 4 cos mũ 3 2x. Ở đây các em nhớ lại cái hàm đẳng thức quen thuộc là a mũ 3 cộng với b mũ 3. Trong chương trình lớp 10 thì em hay sử dụng hàm thức này là a cộng b tất cả mũ 3 trừ 3ab nhân với a cộng với b. Rồi em hiểu chưa? Nhưng mà ta còn từ đây thì suy ra hằng thức a mũ 6 cộng với b mũ 6. A mũ 6 là a cộng b mũ 6, đây là a bình cộng với b bình tất cả mũ 3 trừ. Đó, em nhớ hằng thức này. Và nếu mà ta áp dụng cái sin mũ 6 cộng cos mũ 6 vào đây thì ta được như sau này. Sin bình phương x cộng với cos bình phương x tất cả bình trừ đi 3 sin bình phương x nhân với sin bình phương x cộng với cos bình phương x trừ đi 4 cos mũ 3 2x. Chỗ này thì đặt tên là đây là hàm fx y tại giữ nguyên. Thầy ghi lại như sau là y bằng fx. Chỗ này là số 1 nha. 1 trừ đi 3 sin bình phương x nhân với cos bình phương x trừ 4 cos mũ 3 2x. Sin bình nhân cos bình là bằng 1 phần 4 sin bình 2x. Đây. Rồi tiếp theo ta đưa về cùng một hàm đơn giác. Thì ở đây thì thầy sẽ chọn hàm cos làm chuẩn. 1 giữ nguyên trừ 3 phần 4 giữ nguyên sin bình bằng 1 trừ đi cos bình phương. Và bây giờ thầy ta nhân phối, ta đưa về hàm đa thức trừ 4 cos mũ 3 2x trừ cái trừ là dấu cộng cộng với 3 phần 4 cos bình phương 2x. 1 trừ 3 phần 4 là 1 phần 4. Rồi tới đây ta đặt ẩn phụ. Đặt t bằng cos 2x. T thuộc đoạn từ trừ 1 đến 1. Thì ta có hàm như sau: y bằng ft trừ 4t mũ 3 cộng với 3 phần 4 t bình phương cộng với 1 phần 4 t thuộc đoạn từ trừ 1 đến 1. Cuối cùng cũng đưa về tìm max min của hàm bậc 3. Ở câu đầu tiên ta quen thuộc ta nói là hàm số xác định.
và liên tục. Trên đoạn từ trừ 1 đến 1. Tiếp theo ta đạo hàm y phẩy bằng f phẩy t. Chỗ này là trừ 12 t bình phương cộng với 3 phần 2 t. Bước tiếp theo ta giải phương trình y phẩy bằng 0 tương đương trừ 12 t bình phương cộng với 3 phần 2 t bằng 0. Ta đưa t ra ngoài nhân tử chung, bên trong là trừ 12 t cộng với 3 phần 2. Ta tìm được hai nghiệm t, nghiệm thứ nhất là t bằng 0, nghiệm thứ hai là t bằng, thầy ghi chậm chỗ này là 12 t bằng 3 phần 2. T bằng 0, T bằng 1 phần 8, 3 chia cho đây là 24, đúng rồi, là 1 phần 8. Hai nghiệm này ta đều nhận hết. Rồi ta nhanh qua bước tiếp theo. Ta tìm F cách điểm B. Điểm B của em là 1 với trừ 1, F1 em thế vào đề bài bằng là trừ 4 cộng với 3 phần 4 cộng với 1 phần 4, như vậy kết quả là trừ 3. Tiếp theo ta có F trừ 1, ta thế vào đề bài nó được là cộng 4 cộng với 3 phần 4 cộng với 1 phần 4, kết quả là số 5. Tiếp theo ta tìm F là F0, F0 kết quả là 1 phần 4. Và ta tìm F1 phần 8, chỗ này thì có mạnh. Em bấm máy thì kết quả chỗ này là 65 phần 256. Từ đây ta kết luận giá trị lớn nhất của hàm fx trong ba số này, trong các số này chứ, số nhân lớn nhất là số 5 khi t bằng trừ 1. T bằng trừ 1 tương đương cos 2x, cos 2x bằng trừ 1 tương đương 2x bằng b cộng với k 2b. Ta tính tiếp chỗ này là x bằng b chia 2 cộng với kb k thử z. Rồi tiếp theo ta có giá trị nhỏ nhất của hàm fx. Em xem trong những số này, ta thấy ngay số nhỏ nhất là trừ 3 khi và chỉ khi t bằng số 1. T bằng 1 tương đương cos 2x bằng 1, cos 2x bằng 1 tương đương 2x bằng k2b. Và ta cuối cùng ta rút ra x bằng kb k thuộc z. Rồi thầy qua câu số 6. Fx bằng sin bình cộng sin cộng 1, mẫu số là sin bình x cộng sin x cộng 1. Thì em thấy ngay, ta chỉ cần đặt tần phụ, đặt t bằng sin x, t thuộc đoạn từ trừ 1 đến 1, thì bài toán trở thành như sau. Hàm y bằng f t bằng t bình phương trừ t cộng với 1 chia t bình phương cộng với t cộng với 1, với t thuộc đoạn trừ 1 đến 1. Em nhìn thấy ngay mẫu số nó luôn dương đấy. Thành ra cái hàm đa thức này, cái hàm phân thức này tập xác định là R. Như vậy nó cũng xác định và liên tục trên đoạn này. Vì vậy thầy ghi ngay hàm số xác định. Và liên tục
trên đoạn từ trừ 1 đến số 1. Tiếp theo ta tìm F'T theo đạo hàm. Đây là 1, cộng 1 nên là 2T bình phương 0 trừ đi 2, chia cho mẫu số là T bình cộng với T cộng với 1 tất cả bình phương. Rồi tiếp theo ta giải phương trình là F'T bằng 0. F'T bằng 0 thì làm tắt chỗ này tương đương với 2T bình phương trừ đi 2 bằng 0. Như vậy tương đương là T bằng 1, T bằng trừ 1, hai nghiệm người ta đều nhận hết. Nó chính là hai cái điểm liên của em. Rồi tiếp theo ta tìm F các điểm liên là F1. F1 làm thế và đề bài. Trên là 1, dưới mẫu là 1 phần 3, dưới mẫu là 3. Rồi F trừ 1. Thế vào đây, trên tử là 3, dưới mẫu là 1, với kết quả là số 3. Từ đây ta kết luận giá trị lớn nhất của hàm fx ban đầu lớn nhất bằng 3 khi t bằng số trừ 1, và t bằng trừ 1 thì tương đương sin x bằng trừ 1. Sin x bằng trừ 1 tương đương x bằng trừ bi chia cho 2 cộng với k 2 bi k thuộc z. Rồi ta có giá trị nhỏ nhất của hàm fx bằng 1 phần 3 khi t bằng 1. T bằng 1 tương đương sin x bằng 1. Sin x bằng 1 tương đương x bằng bi chia 2 2 bi k thuộc z. Tiết học hôm nay tới đây là xong. Thầy hẹn các em qua tiết học sắp tới. Trong tiết sắp tới thầy sẽ sửa cho các em một cái dạng mới. Đó là đặt ẩn phụ trong bài toán tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất đối với hàm đa thức và phân thức. Rồi thầy chào tất cả các em.